Em chào tất cả các bác nhá. À, cả nhà ơi, cả nhà xem cái cây uh, phi điệp lá biên em có chèn hoa bên cạnh á. có anh em nào biết có phải nó là cái uh, nữ hoàng biên tím thì comment phía dưới giùm em cái nhá. hôm nay thì vườn ông anh à, có một cái uh, giò phi điệp lá biên biên tím. Cái này thì em cũng không rõ lắm đâu. Anh em nào biết thì comment giúp em cái nhá. bông uh, bông đậm rất đẹp anh chị ạ. Đấy, đây nha. Tối nay 19 giờ 30 thì em có bán dòng này này, có được một kỳ này thôi cả nhà, một kỳ này thôi. Rồi em sẽ giới thiệu các mặt hàng ngày hôm nay nhá. Ngày hôm nay sẽ quay trở lại bán những cái hàng hot giống năm ngoái. Thì à, trước mặt anh chị đây là huyết hạc đây cả nhà. Huyết hạc em chèn mặt bông bên cạnh nhá. Đặc biệt huyết hạc thì bây giờ em có những cái giò đang có nụ tím đen như thế này này anh chị này. Giò đẹp lắm. Có mấy cái tác phẩm đẹp á. Đây này. À, đây à, cái cái huyết hạc này là ông anh là cái người sổ ra cái cây huyết hạc luôn đấy cả nhà nha Sổ ra cây huyết hạc Cái này um, uh, sổ năm bao nhiêu anh? Cái cây huyết hạc này sổ năm bao nhiêu nhỉ? 10 năm rồi 9 năm, 9 năm, 9-10 năm rồi cả nhà đấy Và cái huyết hạc bây giờ nó khá nổi tiếng đấy Thì hôm nay là ghé vườn anh là cũng có bao nhiêu là cũng gom hết Đặc biệt là có được uh, một cây À, một giò đang có nụ rồi một số những cái giò kia thì bây giờ cũng đang bắt đầu uh, nứt nụ rồi cả nhà đây huyết hạc cả nhà nhìn là uh, cái thân lá của huyết hạc này cái này mà khi mà anh em mình trồng nó đạt á thì phải nói là nó đậm đấy màu đậm và thân nó to lắm cả nhà đây này cây này cũng vậy cây tác phẩm này đây là anh trồng ở trong cái uh, cái khung gỗ nha cả nhà đấy mầm ra hai mầm đẹp không giò giò tác phẩm này cả nhà này đấy nụ cũng đang có hết rồi nha có được à, mấy tác phẩm, có mấy tác phẩm huyết hạc rất đẹp để anh em sưu tầm. Anh em nào mà thích à, huyết hạc nhá, về chơi hoa luôn thì à, thì thì à, tối nay nhớ vào lúc mười chín giờ anh em vào sưu tầm. À, đây là những cái tác phẩm to nhé. À, rồi có những cái tác phẩm nhỏ nhỏ, tác phẩm nhỏ nhỏ nó cũng đang nứt nứt hết độ rồi cả nhà này, đấy, nứt độ này. Nó tới mùa hoa rồi, đấy, anh em nhìn cái lá của nó nó rất bóng nhá lá bóng đây này, lá như lá nhựa bóng thân tím. Đấy, đây này. À, rất đẹp. Có được mấy chậu, mấy chậu nó vừa vừa như thế này. Đấy, rất đẹp nha, thân mà không. Này cũng đang chuẩn bị đứt nụ. Em nhớ bao giờ năm ngoái là em em lấy cái này nhỉ? Lấy cái này nhiều. Đấy, đây, đây nhá. Giờ năm ngoái. Đấy, có mấy kỳ thôi cả nhà ơi, có mấy kỳ nhỏ nha, mấy kỳ nhỏ thì em bán giá rẻ cho anh em đấy đây nha đây. rồi có được một ít hồng yên thủy nữa và đặc biệt anh em xem video nhá em hôm nay có một lô di linh trắng cực kỳ đẹp luôn đấy thì các bác có nhu cầu cứ vào kênh youtube lan đường lâm đồng lúc 19 chín giờ ba tối hôm nay để anh em sưu tầm đây là hồng yên thủy đây cả nhà hồng yên thủy bây giờ không trồng theo kỳ một nữa trồng một chậu to như thế này thành tác phẩm luôn này. Đấy. đấy Đây có những cái thân thân dài không à, ok nhá Đấy. Tiếp một mặt hàng ngày hôm nay Giới thiệu với anh em mình đó là di linh trắng Đây là một uh, loại giả hạc Phải nói là có rất nhiều năm trước đây rồi anh chị ạ Nhưng mà đến bây giờ Độ hot của nó nó cũng uh... Vẫn còn đang uh, Rất nhiều anh em có nhu cầu Thì em có những cái chậu di uh, linh này Nó uh, Có những kỳ năm hai năm ba. Đây anh em xem này hôm nay một lô này thì nó cũng khoảng tầm 40 chậu. 40 chậu. Thì tối hôm qua em bán thì hôm nay anh em nhắn tin cũng đã lấy hết cái cái hàng hôm qua rồi anh chị ạ. Đấy, những cây này, cây 52 này. Cây 52. Bây giờ nó đang mở lá như thế này. Cái này với cái tốc độ như thế này thì gì chỉ cần từ giờ đến hè thôi. Mỗi cây này thì nó có rơi vào khoảng tầm 30 cent để kể cả nhà. Cái loại này tính ra thì cũng không có khó chăm lắm đâu anh chị Đây anh em xem một cái mẫu thân già của năm ngoái Mà năm nay để hai con, hai con. Đấy. Ấm chậu rồi Về cứ thế anh em mình cho thêm tí phân tí gốc Đấy. Là nó phát triển ở mầm thôi cái loại di linh này thì thường thường nó nở hoa vào cuối tháng 12 âm lịch. À, Cuối tháng 12 là bắt đầu nó nở hoa đấy cả nhà. Sau đó Tết là chơi hoa Vũ Tư. Đấy là những anh em ở Lâm Đồng thì mình chơi như thế. Còn với anh em ở vùng mà vùng khác ấy thì có thể nó sẽ là một cái loại hoa nở sớm nhất trong năm. Thường thường nó cứ nở vào mùa xuân đấy. Em để ý lại anh em mua hàng nhà em về là nó nở nở vào cái dịp xuân. Khuôn bông thì nó đẹp lắm, cánh dày, hoa thơm, cánh cong vút ấy cái mặt bông mà anh em đang xem đây là chỉ là một một thân hoa của em thôi và khi nó nở hoa wow, nó đẹp thế đấy cả nhà cái loại này thì anh em nhìn thân thân nó xanh sạch tuyệt đối luôn các anh ạ lá nó cũng hướng thiên trông nhìn 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 cây trông cũng cũng đã thấy sướng được các bác ạ đấy nó cũng ưa ẩm nhé anh em nhìn giá thể này ở đây là rêu nó nó mọc như thế này là có nghĩa là cái độ ẩm nó cao đấy Nhân cây nó phát triển tốt lắm Đấy, em xem bộ rễ Bộ rễ nó ra Nhưng cái loại kia này nó cũng nhanh lắm Nó chỉ là một mẫu kia, nhỏ Nhưng mà năm năm sau có thể là nó đẻ đôi Mà không đẻ đôi thì cái tốc độ phát triển của nó kinh khủng Cả nhà thấy bây giờ Tầm giờ nếu mà so với những cái dòng phi điệp khác Thì mầm gốc chưa lên mấy đâu Nhưng mà ông Di Linh này bây giờ là phát triển mạnh này. này nó phát triển từ giờ mà tới hè hè bắt đầu nó dừng đấy cả nhà hè bắt đầu nó dừng nó nù thân ra khi mà cái cây này mà trồng đạt đấy cái thân nó trồng đẹp tối nay 19h30 anh em vào uh, sưu tầm nhé đó là có một số anh em thì em đăng video lên đấy thì anh em có nhu cầu thì anh em gọi điện đi anh em gọi điện đấy có nhiều anh em mà mình ghi tắt đấy nó không hiện cái comment lên thì lại bảo em không đọc. Em tất cả anh em comment em đều đọc và trả lời hết. Anh em có nhu cầu thật sự thì hãy gọi điện. Cái giá thành thì nó chỉ rơi vào khoảng 250 à đến 300